Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Lê Văn Kỳ, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; Phạm Bình Minh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Mai Sơn, nguyên Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đất đai huyện Bắc Yên; và Lò Duy Thành, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Yên. Theo cơ quan điều tra, từ năm 2017, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, Lê Văn Kỳ, Phạm Bình Minh và Lò Văn Thành đã chỉ đạo thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn Đồng Tâm và khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu Tuấn Trung tại thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên từ đất dịch vụ thương mại chúng đấu giá thuê 70 năm của nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân quen trái quy định, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo luật đất đai. Hành vi này đã gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, đủ yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nông Hồng Quân, chú huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng về tội chống người thi hành công vụ. Phát hiện Nông Hồng Quân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm, tổ công tác công an huyện Hòa An đã ra tín hiệu dừng xe. Nông Hồng Quân không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy, sau đó đâm trực diện vào người đồng chí Lương Ngọc Sơn, làm đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông này bị thương. Tổ công tác ngay sau đó đã khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an huyện, lập biên bản vụ việc. Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn qua khí thở đối với Nông Hồng Quân với kết quả ghi nhận khi đó là 1.464mg trên lít. Tại cơ quan công an, Nông Hồng Quân khai nhận do trước đó đã uống rượu và không đội mũ bảo hiểm nên giấy phép lái xe đã bị công an thành phố tạm giữ từ năm 2021. Bởi vậy, dù thấy tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe nhưng vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm trúng đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông. Bản thân Quân đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích từ năm 2007, bị Tòa án Nhân dân huyện Hòa An xử 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thưa quý vị, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, tập trung các tụ điểm phức tạp về ma túy nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm này. Không phải địa bàn nóng về ma túy, tuy nhiên các đối tượng buôn bán, vận chuyển thường đưa ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Nam Định để cung cấp cho những đầu mối bán lẻ ở địa bàn. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì là cũng tập trung lực lượng đấu tranh triệt xóa các cái đường dây, các cái điểm ma túy phức tạp ở các cái địa bàn cơ sở. Mà đi cùng với đó là tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, kết hợp với cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc để mỗi người dân hiểu được hậu quả tác hại của ma túy, cũng như là thấy rõ được cái vai trò trách nhiệm ý thức trong cái việc phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Do mua bán xé lẻ nên phương thức thủ đoạn được các đối tượng thay đổi liên tục. Những kẻ cầm đầu thường không trực tiếp giao dịch, việc vận chuyển thường do các con nghiện với vai trò chân rết thực hiện. Điều này đòi hỏi lực lượng công an cơ sở phải nắm rõ địa bàn, khoanh vùng từng đối tượng. Thì em cũng nghiện thì anh ấy cũng nhờ em cầm về, thì em biết là ma túy nên là em cũng vẫn trở về. Anh cũng giả công 1 triệu, thế anh cũng cầm về Nam Định mình ạ. Em cũng nghiện thì bảo anh cũng cho em ít ma túy để sử dụng. Em biết vi phạm pháp luật thì mong quan chức năng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em. Với phương châm ngăn chặn từ sớm, từ xa, trong quý 1 năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá thành công 8 chuyên án, phát hiện bắt giữ hơn 750 vụ với gần 800 đối tượng phạm tội, thu giữ nhiều tăng vật có liên quan. Có được kết quả này, một phần là nhờ sự ủng hộ, tin tưởng của các cấp chính quyền và quần chúng nhân dân. Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy của Nam Định thì luôn luôn được chúng tôi đánh giá là một cái lực lượng tinh nhuệ và cũng luôn là hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao. Chúng tôi thì cũng triển khai rất nhiều chuyên án tương đối tốt, hoặc nếu muốn nói rất tốt, thì dân chúng với cả bà con đây rất đồng thuận. Kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy, xây dựng các địa bàn sạch về ma túy,
Đây chính là yếu tố quan trọng để Nam Định phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng an sinh an toàn một cách bền vững. Ủy ban nhân dân huyện Ea Súp tỉnh Đắk Lắk cho biết bước đầu đã xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ cháy chợ huyện Ea Súp xảy ra vào sáng ngày 7 tháng 5 là do chập điện. Qua xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ cháy khả năng do chập điện tại dãy kiosk B, cháy lan sang dãy kiosk A và một số tạp hóa nhà dân xây dựng sát chợ. Tại khu vực nhà lồng của chợ với khoảng 80 kiosk, điểm kinh doanh thì có khoảng 50% kiosk đã bị cháy thiệt hại 100%, số còn lại bị cháy một phần. Đối với khu vực chợ lân cận có khoảng 60 kiosk bị thiêu rụi, một số kiosk bị cháy một phần hoặc hư hỏng hàng hóa. Vụ cháy chợ xảy ra vào lúc 6 giờ 10 phút sáng ngày 7 tháng 5. Khoảng 300 người gồm các lực lượng của huyện Ea Súp đã khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy và hỗ trợ di chuyển hàng hóa, đồ dùng cho tiểu thương. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản lên đến hàng tỷ đồng. Dông lốc, gió giật mạnh ở các tỉnh ven biển miền Trung đã thổi bay mái nhà, gây chìm tàu, quật gãy cổ điện, nhiều cây lớn bị quật đổ, nhiều ngư dân đang đánh bắt trên biển cũng bị sóng đánh trôi giạt. Tại tỉnh Quảng Trị có mưa, gió giật, một số nơi đã xảy ra dông lốc làm tốc mái nhiều nhà dân, hàng nghìn hecta lúa bị ngã đổ, hai vợ chồng ngư dân đi đánh cá trong đêm gặp nạn mất tích. Sáng nay, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã xác định được vị trí thuyền của ngư dân gặp nạn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân địa phương phối hợp với bộ đội biên phòng và các tàu cá của ngư dân tổ chức trục vớt tàu cá và tìm kiếm hai ngư dân mất tích. Gió lốc kèm mưa tại Nghệ An cũng đã khiến ít nhất 67 ngôi nhà của người dân trên địa bàn bị hư hỏng, trong đó hai nhà cấp 4 bị sập, 64 nhà dân và một trường trung học phổ thông lợp bằng tôn, ngói bị tốc mái, lúa, hoa màu trên nhiều cánh đồng bị hư hỏng, một số cột điện, cây xanh của các hộ dân bị hư hỏng. Do khu vực bị ảnh hưởng trải dài trên diện tích lớn, hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thống kê, đồng thời chia nhau hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục hậu quả. Tại các xã Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dông lốc làm 9 thuyền nan với 10 ngư dân đang khai thác hải sản bị chìm. Hiện 9 ngư dân vào bờ an toàn, còn một ngư dân chưa liên lạc được là ông Nguyễn Văn Thoảng ở thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy. Ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng đã bị ảnh hưởng bởi sạt lở, trong đó 10 căn nhà dân đã bị mất một phần. Nhận được thông tin, khoảng 3 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng của địa phương gồm công an, dân quân tự vệ cùng các ban ngành đoàn thể đã có mặt đông đủ để hỗ trợ sơ tán, di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 10 tỷ đồng. Gió mạnh và sóng lớn trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh đã khiến 2 tàu cá và 8 ngư dân bị sóng đánh, trôi giạt và mắc cạn khi đang neo đậu tại vùng biển xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đến thời điểm này, tất cả 8 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn. Kính thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định các lò độ xe đóng vai trò mắt xích quan trọng trong việc cung cấp phương tiện cho các đối tượng đua xe trái phép. Chủ lò độ thường lợi dụng, thậm chí là đóng vai trò kích động tụ tập đua xe để quảng bá lò độ xe của mình nhằm trục lợi nhiều hơn. Ngày 24 tháng 2, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt đã phối hợp với Phòng Tham mưu Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an các quận huyện, Công an thành phố Thủ Đức đồng loạt kiểm tra 11 tiệm sửa xe nghi đổ xe, cơ sở gia công kinh doanh phụ tùng, linh kiện phục vụ đổ xe trên địa bàn. Qua kiểm tra, công an ghi nhận các cơ sở này đều có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ, thay đổi đặc tính kết cấu xe, đổ xe, như trang bị hệ thống đo lường công suất động cơ để phục vụ đổ xe. Ngoài ra còn phát hiện nhiều mô tô đang sửa chữa có dấu hiệu thay đổi đặc tính xe, không có lốc máy, không có số máy, không xuất trình được giấy đăng ký xe và nhiều linh kiện phụ tùng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chính các lò độ xe sẽ đôn dên sấy nồng và thay đổi đặc tính của phương tiện để mục đích là để tăng tốc. Qua cái việc mà độ xe vậy thì để quảng bá được cái lò độ của mình cũng như cái tiệm sửa xe của mình để phục vụ cho cái việc mà đua xe trái phép các loại tội phạm, cũng qua cái việc mà thay đổi đặc trưng kết cấu của xe để nhằm để thực hiện cái hành vi phạm tội của mình trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Cái việc quản lý các lò độ xe cũng như là các cái linh kiện phục vụ cho việc độ chế cũng phải được kiểm tra và xử lý rất là nghiêm túc. Mục tiêu của chúng tôi là làm sao để không để cái tình hình đua xe trái phép trên thành phố cũng như là triệt tiêu cái ý chí phạm tội đối với các cái tội phạm đường phố. Trở lại vụ bắt 38 đối tượng và thu giữ 27 xe mô tô tại quận 12.
Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận xe của mình đều đã được thay đổi kết cấu, chủ yếu là tăng kích thước bít tông, tăng dung tích xi lanh và bộ cung cấp nhiên liệu mạnh hơn cho động cơ. Theo các đối tượng, chỉ những xe độ mới có cơ hội chiến thắng khi so kè với đối thủ. Những xe nguyên bản nhà sản xuất thường rất hạn chế về khả năng bứt tốc, tốc độ tối đa cũng thấp hơn nhiều so với xe độ. Và đương nhiên, tiếng pô và động cơ cũng không đã tai so với chúng. Xe của em có hệ động cơ không? Dạ, xe em có hệ móc hộp xăng với lạnh nổi pô. Mục đích để làm gì? Là cho nhanh hơn, mạnh hơn chút xíu anh. Mạnh hơn chút xíu hả? Dạ. Chạy tốc độ bao nhiêu? Bình thường xe nó là chạy tốc độ mà nhà thiết kế là chạy tốc độ nhiêu? Em nghe là 125 thôi. À, 125 phải không? 125. Đổ lên thì chạy bao nhiêu? Nó nói 340 GPS. À, báo em là 140 GPS, có hai xe chạy tới 140. Dạ. À, là hơn so với tốc độ mà xe tối đa nhà sản xuất đưa ra là 125, đổ lên là chạy 140. Rồi em móc bô để làm gì? Em đổ bô để làm gì? Thì em gửi gây tiếng ồn. Gây tiếng ồn, đúng không? Dạ, đúng rồi. Xe em là có thay đổi kết cấu này chưa? Dạ, có. Thay đổi chính cụ thể là thay đổi về bộ phận nào của xe? Dạ, móc bô với lại thay lòng. Em là người thay đổi hay thay đổi? Dạ, em. Em là người tự thiết kế thay đổi xe của em? Dạ, đúng rồi. Để làm mục đích gì? Để dạ, xe mục đích gì? Cho nó mạnh hơn. Nó mạnh, nó chạy nhanh, đồng thời nó gây tiếng ồn cũng chưa? Dạ, đúng rồi. Trước những diễn biến phức tạp về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng như hiện nay, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và thực hiện năm chủ đề an toàn giao thông 2023, thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang quyết liệt trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là đối với tệ nạn chạy xe gây rối trật tự công cộng. Không chỉ chặn đứng trên đường đua mà gốc rễ là các lò độ cũng phải bị xử lý nghiêm. Xử lý gốc rễ là biện pháp căn bản, hiệu quả lâu dài nhất trong cuộc chiến ngăn chặn xử lý nạn đua xe trái phép hiện nay. Điều này cũng đã được lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định. Qua đây một lần nữa nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ của người chiến sĩ công an nhân dân. Trong bản tin cùng giờ ngày mai, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị kỳ cuối loạt phóng sự nạn đua xe trái phép. Ngày 8 tháng 5, Công an huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ việc người dân phát hiện thi thể đang phân hủy trên địa bàn. Vào khoảng 8 giờ cùng ngày, một người dân đi bẫy chim trên đường Võ Văn Bích, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, phát hiện thi thể một người đàn ông trong bụi cây bên đường nên báo công an. Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Củ Chi phối hợp với công an xã Bình Mỹ có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Tại hiện trường, nạn nhân được xác định khoảng 50 tuổi, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh. Trên cổ có treo một sợi dây dù. Theo ghi nhận khu vực nơi phát hiện người đàn ông tử vong rất vắng người qua lại, dân cư thưa thớt, hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 8 tháng 5, Công an quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Nghĩa, sinh năm 1985, ngụ tại tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ 23 ngày 5 tháng 5, nữ nạn nhân sinh năm 1997 đang đứng tại số nhà 24 Nguyễn Công Hoang, phường 7, quận Phú Nhuận, thì bị Huỳnh Ngọc Nghĩa chạy xe máy, áp sát giật chiếc điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi tăng ga tháo chạy. Chạy được khoảng 10 mét, xe máy của Huỳnh Ngọc Nghĩa đã xảy ra va chạm với hai học sinh, khiến hai học sinh bị thương, phải đưa tới bệnh viện cấp cứu. Riêng Huỳnh Ngọc Nghĩa tiếp tục lên xe máy bỏ chạy và bị người dân truy đuổi. Khi đến ngã tư Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Văn Đậu, phường 6, quận Bình Thạnh, thì tiếp tục xảy ra va chạm với xe máy khác. Trong lúc bị bao vây, Huỳnh Ngọc Nghĩa đã dùng dao đe dọa người dân xung quanh. Nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Phú Nhuận điều tra vụ việc. Sau 2 ngày vào cuộc, bắt giữ Huỳnh Ngọc Nghĩa. Tại cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Nghĩa đã khai nhận cướp chiếc điện thoại trên. Chiều ngày 8 tháng 5, một khu đất trống rộng hàng trăm mét vuông tại đường số 3, đường số 16, khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều rác bốc mùi hôi, người dân châm lửa đốt dẫn đến cháy lan, uy hiếp các hộ kinh doanh quán nhậu xung quanh. Vụ cháy khiến cả khu dân cư chìm trong khói bụi. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 8 tháng 5, thấy có nhiều rác tại bãi đất trống rộng hàng trăm mét vuông nên người dân châm lửa đốt. Đến đầu giờ chiều, do thời tiết nắng nóng, khô hanh, ngọn lửa bén vào các cây cỏ xung quanh cháy lan rộng, uy hiếp các hộ kinh doanh, quán nhậu xung quanh. Đám cháy tỏa khói bụi dày đặc, nhiều người sống trong khu dân cư phải di chuyển từ nhà ra ngoài đường, tránh bị ngạt khói.
Khói cũng làm ảnh hưởng tầm nhìn người tham gia giao thông trên đường. Đội chữa cháy khu công nghiệp Vĩnh Lộc sau đó đưa xe chữa cháy đến dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bình Tân cũng điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp chữa cháy, chống cháy lan. Người dân phản ánh khu đất trống rộng hàng trăm mét vuông này thường xuyên bị một số người dân thiếu ý thức đem rác tới đây đổ, vứt rác bừa bãi. Gần đây khu đất được dựng rào, đóng tôn bao bọc xung quanh, nhưng một số người vẫn lén lút vứt rác vào bên trong, gây mùi hôi khiến người dân xung quanh bức xúc. Chính quyền địa phương cũng đặc biệt cấm đổ rác tại khu vực này, nhưng tình trạng vứt rác vẫn diễn ra. Ngày 8 tháng 5, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Chu Trinh, thành phố Dĩ An, Bình Dương đã quyết định kỷ luật hai phó hiệu trưởng liên quan đến vụ tổ chức thi nhằm ngày làm học sinh lớp 9 cả tỉnh phải thi lại. Ngoài việc xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật, trường tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phan Chu Trinh phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi lại cho học sinh lớp 9. Liên quan đến vụ việc này, Ban giám hiệu trường trung học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Phan Chu Trinh cũng đã có văn bản giải trình, cho biết do bộ phận hành chính khi xây dựng kế hoạch cụ thể các buổi thi cho lớp 9 và lớp 12 thi học kỳ từ 24 đến 28 tháng 4, do thấy lịch thi khối 9 trùng với lịch thi khối 12 theo công văn 648 ở hai môn ngữ văn và tiếng Anh, nên sau khi xây dựng kế hoạch khối 12 xong, đã copy lịch thi khối 12, ngữ văn 24 tháng 4, toán 25 tháng 4, tiếng Anh 28 tháng 4 sang lịch thi khối 9. Sau khi copy, do sơ suất không điều chỉnh lại ngày thi môn toán khối 9, đúng ngày thi là 26 tháng 4 mà vẫn để là ngày 25 tháng 4. Do đó, khi các trường trung học cơ sở trên toàn tỉnh Bình Dương tổ chức thi kiểm tra hết học kỳ vào ngày 26 tháng 4, thì có giáo viên coi thi đã phát hiện vào tối ngày 25 tháng 4. Một số học sinh đã gọi điện hỏi về lời giải của phần thi đại số hình học. Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương vào cuộc xác minh và phát hiện trường Phan Chu Trinh đã tổ chức thi trước một ngày. Để đảm bảo công bằng cho tất cả các học sinh, trong sáng nay ngày 8 tháng 5, các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thị xã, thành phố ở tỉnh Bình Dương cũng đã tổ chức cho gần 20.000 học sinh lớp 9 thi lại môn toán. Liên quan đến định hướng phát triển khu đô thị sân bay khu vực liên quận xung quanh cảng hàng không Tân Sơn Nhất, lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi rà soát điều chỉnh quy hoạch phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 và tầm nhìn 2060, đã đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp và quận Phú Nhuận rà soát các quỹ đất có khả năng phát triển dự án nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu vực xung quanh các nhà ga metro số 2, 5 và 2 bên tuyến đường Trường Sơn và khu vực dọc theo tuyến đường Cộng Hòa Trường Chinh nhằm ưu tiên bổ sung các chức năng dịch vụ thương mại công cộng, logistics, giao thông gắn kết trực tiếp thuận lợi với sân bay, bổ sung các khu vực triển lãm hội thảo quốc tế có chức năng khách sạn Condotel, Officetel với hệ số sử dụng đất cao để tăng hiệu quả sử dụng đất, đáp ứng nhu cầu dịch vụ của sân bay Tân Sơn Nhất và khu vực đô thị quận Tân Bình, thực hiện các bổ sung các chức năng dịch vụ thương mại, giải trí, lưu trú, du lịch, văn hóa, mang tính ứng dụng khoa học công nghệ cao, tăng hệ số sử dụng đất và tầng cao công trình nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ hành khách đến và đi tại sân bay Tân Sơn Nhất. Với tầm nhìn này, nhằm xây dựng được một khu đô thị sân bay và các quận liên kết khu vực sân bay trở thành một khu đô thị thông minh, các hệ sinh thái tiện ích, xứng tầm và đảm bảo tốt nhất về mặt lưu trú, vận chuyển hành khách và hàng hóa một cách nhanh chóng thuận lợi. Thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings và đồng phạm đã phải hầu tòa. Phiên tòa sơ thẩm được Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở vào sáng nay, mùng 8 tháng 5. Bảy đồng phạm với Đỗ Thành Nhân gồm Phạm Thanh Tùng, Đỗ Đức Nam, Lê Thị Thu Hương và Lê Thị Thùy Liên với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Nhân viên Dịch vụ Tài chính của Chứng khoán Chí Việt, Vũ Ngọc Long, cựu Tổng Giám đốc Louis Holdings, Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Louis Holdings và Ngô Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Louis Capital. Theo cáo trạng, thời điểm Đỗ Thành Nhân là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Louis Holdings đã mua cổ phần 6 công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhân là người đại diện pháp luật của 3 trong 6 công ty. Lợi dụng vị trí của mình, Nhân đã khởi xướng, bàn bạc và thống nhất với Đỗ Đức Nam sử dụng nhóm các tài khoản chứng khoán của Nhân để thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán nhằm thu lợi bất hợp pháp.
Đến ngày 6 tháng 10 năm 2021, các bị can kết thúc hành vi thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng. Về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, sáng nay Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Phiên tòa xem xét kháng cáo của hơn 100 đương sự, gồm 15 trong số 23 bị cáo, 95 người bị hại và 2 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Tại phiên tòa sơ thẩm vào hồi tháng 12 năm 2022, đánh giá hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba, tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo là đồng phạm của Luyện bị phạt mức án từ 10 đến 19 năm tù về cùng tội danh. Bị cáo Võ Thị Thanh Mai, vợ của Luyện bị phạt 30 năm tù, Nguyễn Thái Lực, em trai của Luyện, nhận án 27 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Tòa cũng buộc vợ chồng Luyện liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 2.400 tỷ đồng cho các bị hại. Trong hơn 100 đơn kháng cáo được xem xét tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay có đơn của vợ chồng Luyện, hội đồng xét xử thông báo nhận được đơn của Võ Thị Thanh Mai đang được tại ngoại xin hoãn phiên tòa vì bị cáo đang mang thai, sức khỏe yếu, phải nhập viện. Trước thông tin này, chủ tọa phiên tòa cho biết sẽ tiến hành xác minh, đồng thời cho biết hội đồng xét xử không chấp nhận hoãn phiên tòa và vẫn tiếp tục tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo Mai. Phiên tòa dự kiến xét xử đến ngày 19 tháng 5. Một số thông tin cảnh báo đáng chú ý. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tiếp nhận phản ánh của một số người dân về việc bị đối tượng tự xưng là nhân viên của Bảo hiểm xã hội lừa đảo chuyển tiền để được cấp lại mật khẩu VSSID, ứng dụng để tra cứu chế độ đóng hưởng bảo hiểm xã hội. Đây là một chiêu lừa mới nên cơ quan chức năng cảnh báo tới người lao động để tránh trở thành nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo nhằm vào những người không nhớ mật khẩu của ứng dụng và đã lên Facebook để tìm phương thức lấy lại mật khẩu. Sau đó qua ứng dụng Messenger, chúng tiếp cận và giới thiệu là nhân viên tiếp nhận hồ sơ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nếu muốn lấy lại mật khẩu, phải đặt cọc tiền. Số tiền này sẽ được chuyển trả lại cho cá nhân sau khi nhận được mật khẩu. Để tạo lòng tin, đối tượng đề nghị bị hại phải đăng ký qua cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cung cấp căn cước công dân, mã số sổ bảo hiểm xã hội, địa chỉ, số điện thoại, tài khoản nhận lại tiền cọc. Khi bị hại thực hiện theo hướng dẫn và chuyển số tiền đặt cọc 900.000 đồng thì đối tượng báo nhập sai rồi tiếp tục nhắn tin gọi điện yêu cầu bị hại phải nộp tiền tiếp để hoàn tất hồ sơ xin cấp lại mật khẩu mới được lấy lại tiền đặt cọc. Thưa quý vị, cho vay lãi nặng hay còn gọi là tín dụng đen, dù đã được cơ quan chức năng tăng cường trấn áp nhưng loại tội phạm này luôn biến tướng tinh vi khiến cho nhiều người vướng bẫy. Dễ vay là điều ai cũng thấy, nhưng cái mà ít ai ngờ tới đó là khó trả bởi lãi mẹ, đẻ lãi con. Các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp, công ty tài chính, đòi nợ, kinh doanh cầm cố để tiếp cận với người dân với thủ tục vay đơn giản. Tuy nhiên, phía sau những chữ ký trên tờ giấy vay biến tướng dưới nhiều hình thức là hậu quả vô cùng khó lường. Phóng sự sau đây sẽ tiếp tục là lời cảnh báo tới quý vị. Đây là ba đối tượng Nguyễn Cảnh Vinh, Nguyễn Ngọc Anh và Nguyễn Ngọc Hưng cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, bị công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ba đối tượng góp vốn để cho người khác vay với lãi suất cao từ 3.000 đồng trên triệu trên ngày đến 5.000 đồng trên triệu trên ngày để thu lời bất chính. Lợi nhuận kiếm được chia đều cho ba người. Đã có rất nhiều nạn nhân dính bẫy do tin lời dụ dỗ cho vay của các đối tượng. Tôi cùng anh Nguyễn Ngọc Hưng và Nguyễn Ngọc Anh rủ nhau góp vốn chung mỗi người 500 triệu đồng để cho vay lãi để thu lời bất chính ấy. Và sau đó dùng phần mềm mua phần mềm ở trên mạng để tôi và anh Hưng với anh Ngọc Anh dễ quản lý ấy. Tổng số tiền của em vay của anh Hưng là 210 triệu với lãi suất là 5.000 một triệu một ngày. Em đã trả lãi cho anh Hưng được 43.750.000. Hiện thủ đoạn hoạt động cho vay qua các app, website, các trang mạng xã hội, ứng dụng vay tiền trực tuyến trên không gian mạng với lãi suất cao đang gây ra nhiều hệ lụy với cuộc sống của người dân. Trên thực tế, lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra. Tôi khuyến cáo người dân là khi có nhu cầu vay tiền thì nên đến những ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng của cơ quan nhà nước cấp phép để vay theo đúng quy định của pháp luật nhà nước, tránh cái việc vay tiền mà
đối với các đối tượng mà cho vay lãi suất cao thì sẽ rất khó có khả năng chi trả, vì cho các đối tượng thì sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự hoặc là chính ảnh hưởng đến trực tiếp đến kinh tế của hoặc là bản thân của người vay. Chúng ta có thể phân biệt được đen hay trắng hay là tín dụng hợp pháp hay bất hợp pháp. Thế thì khi chúng ta đã nhận diện được rồi thì đầu tiên chúng ta cần phải nâng cao cái nhận thức. Chúng ta phải tự bảo vệ mình, phải nói cá nhân công dân từ 18 tuổi trở lên là pháp luật buộc phải có nhận thức đầy đủ về mặt pháp luật rồi. Thế thì chúng ta phải tự bảo vệ mình trước đã. Cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây liên quan đến việc cho vay qua app, website, các trang mạng xã hội, ứng dụng vay tiền hoặc những ai là nạn nhân của tín dụng đen, cần kịp thời tố giác, trình báo ngay với cơ quan công an địa phương để kịp thời ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được tiếp tục với một số tin tức kinh tế đáng chú ý. Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Vụ Tài chính, Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ đăng kiểm phương tiện vận tải. Theo Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hàng không dân dụng và giá dịch vụ vận chuyển hàng không. Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đề nghị Vụ Vận tải, Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Tài chính báo cáo Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến đề xuất cụ thể kèm theo đánh giá tác động đối với các nội dung liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa như kiến nghị của doanh nghiệp hàng không. Trước đó, khi xây dựng luật giá sửa đổi, Cục Quản lý giá Bộ Tài chính nhận được kiến nghị liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa. Cụ thể, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines, Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt Bamboo Airways kiến nghị bỏ quy định khung giá trần nội địa đối với dịch vụ vận tải hàng không, đồng thời kiến nghị quy định việc hạ giá bán đối với dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường hàng không mà không bị coi là vi phạm pháp luật về cạnh tranh và pháp luật trong bán phá giá hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết đến nay vẫn chưa nhận được ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Trong khi đó, Sở Tài chính Hà Nội vừa có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về phương án điều chỉnh giá nước sinh hoạt trên địa bàn. Theo tờ trình, giá bán lẻ nước sinh hoạt 10 mét khối đầu tiên một hộ một tháng từ 5.973 đồng một mét khối hiện nay sẽ tăng lên 7.500 đồng một mét khối trong 6 tháng cuối năm 2023 và 8.500 đồng một mét khối vào năm 2024. Mức giá cao nhất với nước sinh hoạt trong năm 2024 sẽ là 27.000 đồng một mét khối nếu sử dụng trên 30 mét khối một hộ một tháng. Tổ công tác thẩm định phương án điều chỉnh giá nước gồm cán bộ của 6 sở ngành đã tính toán nhu cầu dùng nước thực tế tại Hà Nội ở khu vực nội thành đang ở mức là 100 đến 150 lít một ngày một người. Như vậy là một hộ gia đình sẽ dùng từ 10 đến 16 mét khối một tháng, tương đương số tiền phải chi thêm là 15 đến 26.000 đồng một tháng. Tại khu vực nông thôn, mức dùng là từ 50 đến 70 lít một ngày một người. Một hộ gia đình sẽ sử dụng từ 6 cho đến 8 mét khối một tháng, nên số tiền họ phải chi trả thêm là từ 10.000 cho đến 13.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh giá nước sinh hoạt dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, bổ sung đầy đủ các dưỡng chất để trẻ em phát triển toàn diện luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Thế nhưng, bổ sung đủ liều khuyến cáo là chưa đủ. Cha mẹ cần chú trọng cả yếu tố hấp thu để cơ thể trẻ em được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, đạt đến sự phát triển tốt nhất. Hiện nay, cập nhật và ứng dụng công nghệ bào chế mới mang tính đột phá phát triển trên thế giới đang là giải pháp cải thiện hấp thụ cho trẻ em được nhiều người quan tâm. Theo thống kê tại Việt Nam, cứ 4 trẻ em thì có một trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. Và kết quả này còn có sự khác biệt giữa các vùng miền. Đặc biệt một số tỉnh có tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở mức rất cao, trên khoảng 35%. Mới đây tại hội thảo cập nhật công nghệ Emundrop, các chuyên gia đã thông tin về bước tiến đột phá của công nghệ bào chế mới Emundrop giúp tối ưu hấp thu hoạt chất thân dầu, bao gồm một số hoạt chất có nguy cơ thiếu hụt cao ở trẻ em như vitamin D3. Từ đó giúp chúng ta coi trọng hơn tới vấn đề bổ sung dưỡng chất cho trẻ em, hạn chế tối đa tình trạng thấp còi, suy dinh dưỡng. Với cái công nghệ tiên tiến của Emundrop thì chúng ta thấy rằng cái giá trị hấp thu của sản phẩm đã tăng lên gấp 13 lần so với các sản phẩm D3 thông thường khác. Thì chúng tôi thấy rằng đây là giải pháp quan trọng để chúng ta lựa chọn sản phẩm mà ứng dụng trong cái bổ sung cho trẻ nhỏ có thể kéo dài và an toàn và dễ sử dụng. Theo một số chuyên gia tại hội thảo, Emundrop
chứa ít nhất 75% tổng lượng glycerin. Đây là thành phần giúp sản phẩm ứng dụng công nghệ này trở thành một hệ thống tự bảo quản và không cần chứa chất bảo quản, tuyệt đối an toàn với trẻ em. Emundrop là một công thức dạng lỏng cải tiến, bao gồm sự phân tán của các cụm phân tử được gọi là micelle với hoạt chất ở bên trong. Các micelle giúp sản phẩm hòa tan hoàn toàn trong nước và bền vững tuyệt đối với thời gian. Với việc ứng dụng và phát triển công nghệ Emundrop tại Việt Nam, sẽ giúp trẻ được hưởng nhiều lợi ích trong chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần phát triển tốt về thể lực của các em trong tương lai.